Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến video bài học tiếp theo trong chương trình kinh nghiệm sale. Và trong cái phần tiếp theo này thì tôi sẽ nói về một cái công cụ giúp các anh chị tìm kiếm khách hàng và bán hàng rất là hiệu quả. Đó là Facebook, hay còn gọi là Facebook Marketing. Vâng, thì chúng ta được biết rằng tại thời điểm mà chúng ta đang ghi hình xem video này thì Facebook đã có khoảng 54 triệu người dùng tại thị trường Việt Nam. Và Facebook là công cụ có số lượng người dùng lớn nhất tại thị trường Việt Nam, có lượng tương tác lớn nhất. Nếu ở đâu đó ai đó vẫn còn chưa sử dụng công cụ này để bán hàng, để quảng cáo, để kiếm tiền thì tôi cho rằng đó là một cái sự thiếu sót. Đây là một công cụ, một cái kênh bán hàng, kênh quảng cáo, kênh truyền thông vô cùng tuyệt vời. Và tôi có thể khẳng định rằng là đây là kênh số 1 tại thị trường Việt Nam trong rất nhiều ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng, các mặt hàng mà có thể là hướng tới người tiêu dùng cuối cùng theo mô hình bán hàng B2C hoặc là C2C. Vâng, vậy thì chúng ta có thể bán hàng và kiếm tiền ở trên Facebook như thế nào? Và Facebook sẽ giúp gì cho các anh chị thì tôi sẽ đi vào một số gợi ý như sau. Thứ nhất là các anh chị có thể tìm kiếm khách hàng mục tiêu ở trên Facebook thông qua việc là thăm dò số điện thoại tìm ở trên đó. Chúng ta có thể kết bạn, đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm hiểu về khách hàng. Có rất nhiều các cái thông tin về khách hàng của chúng ta ở trên này. Thí dụ như là họ ăn như thế nào, họ chơi như thế nào, họ mặc như thế nào, họ có up hình gia đình con cái lên hay không. Chúng ta có thể đâu đó chúng ta sẽ có được những thông tin cần thiết để chúng ta có thể bán được hàng, để chúng ta có thể có thêm thông tin, đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta vào, chúng ta thấy họ thường xuyên đi phượt, họ có những cái bức ảnh phong cảnh rất là đẹp. Vậy các bạn có thể suy ra họ có cái niềm đam mê nhiếp ảnh. Vâng. Và đó chính là cách mà bạn sẽ tiếp cận với khách hàng nếu như họ là một chủ doanh nghiệp. Vậy bạn có thể trò chuyện với họ về nhiếp ảnh, trò chuyện với họ về những cái trải nghiệm khi đi phượt. Và chúng ta sẽ kết bạn như vậy trước. Sau đó thì chúng ta sẽ dần dần thân thiết và chúng ta có thể giới thiệu cho họ một cái sản phẩm, là một cái phần mềm, là một cái giải pháp hay là một cái sản phẩm để giúp cho công việc kinh doanh của họ tốt hơn hay là giúp cho cuộc sống của họ trở nên đơn giản hơn. Đó là cái ý thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng Facebook theo cái cách là để khai thác và tìm kiếm khách hàng mục tiêu, có thêm những cái thông tin cho cái cuộc thăm dò về khách hàng của chúng ta, được chưa? Tiếp theo đấy là chúng ta có thể tham gia vào việc mở rộng các mối quan hệ với khách hàng bằng cách là chúng ta sẽ comment, chúng ta sẽ inbox, chúng ta sẽ chat, chúng ta trò chuyện. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là thường thường là các cái status ở trên tường của khách hàng hoặc trên tường của chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều. Họ sẽ than thở, họ sẽ chia sẻ, họ sẽ đưa ra những câu chuyện, những hình ảnh, những video. Thì chúng ta có thể tham dự vào những cái câu chuyện đó, chúng ta bình luận để chúng ta duy trì cái mối quan hệ và cái sự tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng rất là tuyệt vời, được chưa? Và cái cách thứ ba, chúng ta cũng có thể tạo lập các cái fanpage để chúng ta có thể phát triển việc bán hàng. Thì fanpage cũng có sẽ hai dạng cơ bản, fanpage cộng đồng và fanpage thương hiệu. Fanpage cộng đồng kiểu như là chúng ta sẽ tạo ra những cái page giải trí, page cộng đồng như là trên mạng nó có rất là nhiều đấy ạ. Ví dụ như Beat, những cái page rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Hay là blog tâm sự, hay là những cái page khác của những ngôi sao, của những cái chương trình. Thì đó chúng ta có thể hiểu đấy là cái page cộng đồng, tức là họ chia sẻ những câu chuyện, những hình ảnh, những cái loại nội dung số mà nó hướng tới những người dùng của chúng ta. Hoặc là cá nhân tôi thì tôi rất là thích cái page Anh Da Đen, được không biết là có mua bản quyền hay không, từ một cái series video của nước ngoài, các bạn Việt Nam làm rất là tốt. Cái page đấy nó có những cái video rất là hài hước, rất là vui vẻ và vui nhộn. Thì cái lượng like, cái lượng tương tác tự nhiên trên fanpage rất là tốt, rất là tốt. Thì đó chính là cách chúng ta sẽ xây dựng cái fanpage. Và khi đó, khi chúng ta có một cái cộng đồng lớn rồi thì chúng ta có thể từ từ và khôn khéo khai thác cái khách hàng ở đây. Chẳng hạn như là cứ ba cái bài post về video hoặc là về bài dành cho mọi người thì chúng ta sẽ có một cái bài post dành cho việc bán hàng hoặc quảng cáo một cách rất là khéo léo, tinh tế, đúng không ạ? Tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể sử dụng cái fanpage thương hiệu chúng ta bán. Ví dụ như là các bạn có một công ty đào tạo là PR Marketing thì các bạn lập ra một cái page là PR Marketing. Các bạn có thương hiệu Coca-Cola, Pepsi, các bạn lập fanpage Coca-Cola, Pepsi, Facebook Việt Nam, đúng không ạ? Lập page doanh nghiệp của bạn, lập page thương hiệu, lập page là sản phẩm của bạn để bạn bán. Hay đơn giản bạn là fan anh shop, đúng không ạ? Tôi giả sử thế.
thì bạn lập một cái page là Finance Shop. Và cái việc chi tiết thao tác như thế nào thì tôi sẽ không trình bày trong video này và các cái video trong cái chương trình kinh nghiệm sale, mà các bạn sẽ phải học trong chương trình Facebook Marketing rất rất chi tiết từ hướng dẫn của tôi hoặc là của các cái giảng viên khác sau, được chưa ạ? Thế sau đó thì chúng ta cũng sẽ đăng các cái hình ảnh, các cái video, các đường link, các bài viết để chúng ta tương tác với khách hàng, chúng ta trò chuyện với khách hàng và chúng ta sẽ bán hàng. Ví dụ như là các bạn có thể vào cái fanpage Crowdspace của tôi, đấy là cái thương hiệu bán giày dép trong cái chuỗi cửa hàng giày dép trẻ em của chúng tôi. Thì hiện nay thì cứ đăng một cái tấm hình lên thì mỗi ngày chúng tôi cũng có thể bán được khoảng 10 đơn hàng trên fanpage. Tuy nhiên cái số lượng này nó cũng không nhiều, nhưng tôi đang nói là cái số lượng đơn hàng là đơn hàng tự nhiên. Nếu bạn muốn tăng lên, đúng không ạ, bạn tăng lên thì bạn sẽ phải sử dụng Facebook Ads hay còn gọi là quảng cáo trên Facebook. Thì các bạn có thể là sử dụng các hình thức quảng cáo như là tương tác với bài viết, chạy quảng cáo xem video, lượt tiếp cận khách hàng tiềm năng, hoặc là truy cập vào web, hoặc là quảng cáo quanh đây theo bán kính. Nó có rất là nhiều loại hình. Hiện nay Facebook nó có khoảng gần 15 cái loại hình quảng cáo và nó có 11 cái vị trí hiển thị quảng cáo ở trên Facebook, ở trên Instagram, trên Facebook Audience Network, vân vân. Thì chúng ta sẽ phải học làm quảng cáo. Và tôi khẳng định rằng quảng cáo qua Facebook là một cái công cụ, một cái phương thức để giúp các anh chị tiếp cận với khách hàng trên toàn cầu và cũng như là tại thị trường Việt Nam rất là tốt, và rất rất nhiều người đã thành công với cái công cụ này. Tại thời điểm hiện tại thì Facebook Ads vẫn là một cái công cụ rất là hữu hiệu. Tuy nhiên cái giá quảng cáo thì hiện nay nó cũng hơi cao hơn so với vài năm trước đây, do cái số lượng người dùng cũng tăng lên và số các nhà quảng cáo tăng lên rất là nhiều. Và các anh chị có thể tham dự cái chương trình học Facebook Marketing của tôi. Chắc chắn rằng đó là một chương trình được ghi hình và đầu tư rất là kỹ lưỡng về mặt chất lượng cũng như là kinh nghiệm. Với 5 năm tôi đã chạy quảng cáo cho hàng trăm cái nhãn hàng và chi tiêu đến hàng trăm tỷ tiền quảng cáo rồi. Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm chia sẻ với các anh chị, được chưa? Bước tiếp theo chúng ta cũng có thể sử dụng cái công cụ Facebook này làm gì? Đó là chúng ta cũng có thể bán hàng trong các cái group hay còn gọi là Facebook nhóm, được chưa ạ? Vâng, thì trong nhóm này chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phải join vào nhóm, chúng ta xin vào cái nhóm đó, đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm các cái data bao gồm số điện thoại, tên, email ở trong các group. Hiện nay thì Facebook phát triển rất rất nhiều các cái group tại thị trường Việt Nam do người dùng người ta tạo ra, đúng không ạ? Hội những người này, hội những người kia, vân vân vân, rất 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 nhiều. Nó có hàng trăm nghìn, chúng ta không thể liệt kê được. Và Facebook group thì có ba cái dạng, đó là open tức là dạng mở, dạng close tức là dạng đóng, dạng kín ấy, và dạng private tức là dạng riêng tư. Thì nó phụ thuộc vào cái mức độ các bạn muốn thể hiện cái thông tin đó như thế nào. Tôi lấy thí dụ như là các bạn bán phụ tùng ô tô hoặc là bán các cái dịch vụ dành cho các cái tài xế ô tô thì các bạn có thể lên các group như là Auto Fun hay là Auto Sài Gòn, những cái group hội lái xe. Thì trên đó, đó chính là các bác tài, đó chính là những người lái xe, những người sở hữu xe hơi, những người sở hữu xe tải. Họ sẽ cần đến những cái sản phẩm, ví dụ như bạn có thể quảng bá thương hiệu cho dầu nhờn, bạn có thể quảng bá các cái phụ kiện hay là các linh kiện cho ô tô, hay là các cái dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng vân vân. Tôi nghĩ rất tuyệt vời, đó chính là cách chúng ta sẽ tham dự vào các group để bán hàng. Hoặc là các bạn có thể tạo ra một cái group của riêng mình. Group của riêng mình thì bao gồm là ví dụ như là group khách hàng đã mua hàng, có đúng không ạ? Vâng, các bạn có thể đưa group các khách hàng đã đưa hàng vào trong cái group của mình để các bạn chăm sóc sau bán, để các bạn tương tác tốt hơn. Tại sao phải cần group? Bởi vì cái độ tương tác của group nó sẽ tốt hơn rất nhiều của fanpage. Hiện nay fanpage được Facebook đưa ra rất nhiều các thuật toán để hạn chế sự tương tác tự nhiên, để giúp mà Facebook có thể thu được nhiều tiền của khách hàng hơn bằng cách là các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những người bán hàng trên fanpage buộc phải chi tiền quảng cáo để promote, hay còn gọi là để quảng cáo, tăng cái lượt tiếp cận cho những cái bài viết của mình ở trên fanpage. Nhưng group thì khác một chút, đúng không ạ? Group thì chúng ta sẽ thấy là cái mức độ tương tác nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và đặc biệt các cái group mà bán hàng mà tốt thì nó sẽ có một cái đội ngũ quản trị tốt và cái mức độ tương tác cũng rất là tuyệt vời. Tôi không tiện nêu tên nhưng mà có rất nhiều các group về marketing, group về quản trị, group về bán hàng, group dành cho các hội này hội kia, hay đơn giản chỉ là khu chung cư của một cái tòa nhà hay là khu dân cư
của một cái khu dân cư rất là đắt tiền lớn, họ cũng có một cái group chung. Nếu như bạn là admin của những group như vậy, bạn tạo giá trị cho cộng đồng thì bạn có thể bán được quảng cáo, bạn có thể bán được hàng ở trên đó rất là tốt, đúng không ạ? Hoặc là các bạn cũng có thể tạo ra các group dành cho các khách hàng tiềm năng, các cái group dành cho cộng đồng để mình có thể là tạo cái giá trị cho mọi người rất là lớn, giống như là ô tô fan ấy, đúng không ạ? Nếu bạn là một cái người mà chuyên về bán về máy móc thì bạn có thể có một cái group dành riêng cho những người như vậy. Ví dụ như là tôi đang tư vấn cho một cái đơn vị mà người ta bán các cái thiết bị máy móc thì tôi nói là anh chị hãy tạo ra một cái góc mà dành cho các thợ, thì lên trên đó chia sẻ những cái kinh nghiệm bảo dưỡng, chia sẻ những kinh nghiệm thay thế, tiết kiệm đồ dùng vân vân, và tạo cho họ những cái giá trị trong tương lai, thì họ sẽ rất là thích cái group như vậy. Đó chính là cách chúng ta sẽ trò chuyện với khách hàng, đó chính là cách chúng ta sẽ bán hàng, đúng không ạ? Và tất nhiên thì nói thì dễ, làm thì sẽ khó. Bao giờ các bạn cũng sẽ nói với tôi như vậy, tôi hiểu chứ. Thế thì chúng ta sẽ phải cố gắng. Cái gì mà đã không mất tiền thì nó sẽ phải mất công, mất sức và mất thời gian, có đúng không ạ? Và thậm chí mất rất nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng có thể không thành công. Cuối cùng, khi mà bán hàng trên Facebook thì tôi có một cái hướng nữa chia sẻ với mọi người nên áp dụng sớm hoặc là áp dụng thành công hơn. Đó là chúng ta có thể thu hút khách hàng bằng chính cái Facebook cá nhân của mình. Ví dụ như là các bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân, định vị thương hiệu cá nhân của mình. Chẳng hạn như tôi, xây dựng thương hiệu cá nhân của tôi là một chuyên gia về online marketing, chuyên gia về các cái vấn đề truyền thông trực tuyến ở trên trang cá nhân của tôi. Tôi có thể rất giỏi về nhiếp ảnh, tôi có thể rất giỏi về đồ họa, và tôi có thể như vậy bởi vì một người có thể có nhiều cái tài năng. Nhưng mà các bạn chỉ nên định vị thương hiệu trong một cái lĩnh vực mà thôi. Giống như sản phẩm ấy, đúng không ạ? Các bạn sẽ chỉ có một cái slogan dành cho cái sản phẩm đó. Chúng ta không thể truyền thông tất cả mọi thứ được, thì hãy chọn cho mình một cái thương hiệu, một cái định vị là mình xác định cho mình ở trên cái Facebook này. Khi người ta nói đến mình thì người ta sẽ nói đến cái đó, đúng không ạ? Ok, online marketing thì cứ gặp anh Phan Anh, ví dụ thế, thì chúng ta đã rất thành công và chúng ta sẽ có khách hàng. Môi giới bất động sản thì gọi cậu này, đúng không ạ? Bảo hiểm thì gọi cô kia. Đó chính là cách chúng ta sẽ bán hàng, đó chính là cách chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu ở trên là cá nhân. Vâng, và bây giờ người ta nói thế này ạ, không phải là bạn biết ai, vâng, mà vấn đề là ai biết bạn. Cho nên Facebook cá nhân, fanpage hay là YouTube của bạn, bạn phải càng ngày có nhiều bạn bè, có nhiều lượt theo dõi càng tốt. Tất nhiên cái lượt bạn bè này và cái lượt theo dõi này phải là các khách hàng tiềm năng. Tôi lấy thí dụ, bây giờ tôi bán sản phẩm là thời trang nữ, mà các khách hàng, những người theo dõi tôi toàn là nam giới hoặc là sinh viên, đúng không ạ? Tôi giả sử thế thôi ạ, thì rõ ràng là không tiềm năng. Ý tôi muốn nói là cái lượng bạn bè và lượng theo dõi này phải là các khách hàng mục tiêu hoặc là các khách hàng đã và đang mua hàng, đúng không ạ? Thế chúng ta làm thế nào để tăng lên được? Đấy, thì chúng ta có thể là sử dụng phần mềm kết bạn. Nó có phần mềm nhá, các bạn cần thì tôi sẽ giới thiệu cho. Đấy, thế rồi thì các bạn phải chủ động viết bài, tạo các cái nội dung một cách rất là thu hút, rất là hấp dẫn, theo trend, theo xu hướng, theo những cái chủ đề mà các bạn tập trung vào khách hàng mục tiêu của mình. Hoặc là các bạn cũng có thể chạy quảng cáo để người ta tăng cái kết bạn với các bạn lên, và đúng không ạ? Đấy cũng là cách cũng rất là tuyệt vời. Chạy bằng cách nào? Vứt trên fanpage cái Facebook cá nhân của bạn, hãy kết bạn với người này để theo dõi, để đọc các cái bài viết của họ, hoặc để lắng nghe những ý kiến của họ, đúng không ạ? Hoặc là các bạn cũng có thể livestream, chia sẻ và tư vấn cho khách hàng, rất nhiều cách. Livestream, thí dụ như là bạn có thể livestream, nếu bạn là một chuyên gia về online marketing, về sale, thì bạn có thể livestream các cái chủ đề liên quan đến khởi nghiệp, liên quan đến bán hàng, liên quan đến tư vấn, liên quan đến quảng cáo, bạn có thể livestream. Hoặc là bạn có thể đấu giá về hàng hóa, bạn có thể livestream một cái buổi bạn hội thảo với khách hàng, bạn có thể livestream khi bạn đi đường, bạn có thể livestream trong bất kể một cái bối cảnh nào. Hoặc ví dụ như tôi, hôm trước tôi vừa lái xe vừa livestream, mọi người xem rất là đông, rất thích. Đó chính là cái cách chúng ta sẽ thu hút với khách hàng thông qua cái trang Facebook cá nhân. Và trên Facebook cá nhân này thì bây giờ là một cái xu hướng bán hàng không dùng quảng cáo, càng nhiều người theo dõi càng tốt, càng nhiều người theo dõi càng tốt, và chúng ta sẽ thu hút mọi người bằng những cái nội dung và cái giá trị chúng ta đem lại cho mọi người và đem lại cho cộng đồng. Tất nhiên tôi sẽ nói rằng một lần nữa là để làm được những việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức,
nó không phải dễ dàng ngày 1, ngày 2 các bạn làm được. Bởi vì tôi đã từng tư vấn cho khách hàng và tôi có những học viên, người ta nói với tôi là em làm theo tất cả những cái hướng dẫn của anh rồi nhưng em vẫn không bán được hàng. Thế tôi bảo là bạn đã làm theo cái hướng dẫn này trong bao lâu rồi? Em vừa học cái khóa học của anh đợt trước đúng không ạ? Em đã thấy những ý này anh nói rất là đúng. Thế nhưng mà em làm theo tháng nay em thấy không hiệu quả. Vâng, một tháng không hiệu quả. Thế thì làm sao mà nhanh thế được đúng không ạ? Bạn có hấp dẫn đến mức mà người ta sẽ trong một tháng bạn sẽ thu được 5.000, 10.000 lượt kết bạn không ạ? Không. Bạn có tăng được lượt follow lên mấy chục ngàn không ạ? Không. Thế thì nó phải từ từ. Bạn không quá hấp dẫn, bạn viết bài quá là tệ, bạn đăng cái hình của bạn lên nó cũng không có ý nghĩa, không có những cái thú vị. Bạn viết những câu chuyện mà người ta cũng chẳng buồn đọc. Thế thì một tháng, hai tháng bạn làm sao làm được? Cái này nó là câu chuyện long term, câu chuyện dài hạn. Và quan trọng nhất nó phải là sự khác biệt của cái đầu của bạn nghĩ ra nó. Vâng, nếu bạn là sale bất động sản thì khi nhắc đến là ở mua bất động sản thì phải gặp thằng này, gặp anh này, gặp chị này. Đó là cách mà các bạn sẽ xây dựng. Bạn sẽ có hàng nghìn những người đã mua bất động sản của bạn ở trên Facebook. Đó chính là cách mà bạn sẽ định vị, đúng không ạ? Hay là tôi kể một câu chuyện. Tôi có một cô bạn học trò. Vâng, cô bé này thì mỗi ngày hiện nay là bình quân bán được khoảng 50 đến 70 triệu tiền hàng ở trên Facebook cá nhân. Các bạn sẽ thấy là có vẻ như là vô lý đúng không ạ? Có vẻ phi lý quá hay là tốt quá? Không, không phi lý. Bạn đã học tôi gần 4 năm nay rồi. Và lượng theo dõi của bạn ấy trên trang cá nhân bây giờ khoảng gần 50.000, cộng với 5.000 bạn nữa thì nó là hơn 50.000. Thế thì tất cả những cái người theo dõi đó đều là khách hàng mục tiêu của họ, đều là nữ, đều là những người mà thường xuyên mua hàng. Vậy các bạn có thể tưởng tượng như này, một cửa hàng các bạn thuê 50 triệu nhưng một ngày có khi bạn chỉ có khoảng vài chục lượt, thậm chí không được vài chục lượt đi vào cửa hàng. Nhưng một cái Facebook cá nhân, một cái group có hàng chục nghìn thành viên, một cái fanpage có hàng chục nghìn like hoặc nhiều hơn, bạn đăng một cái lên có thể có hàng nghìn người xem, hàng trăm bình luận và hàng chục người mua hàng. Và đó chính là cách mà các bạn sẽ bán được hàng ở trên Facebook. Và một lần nữa thì tôi khẳng định rằng nếu các bạn muốn trở thành chuyên gia về Facebook Marketing, bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook thì các bạn hãy tìm chương trình Facebook Marketing by Phan Anh của tôi. Tôi sẽ có một cái series video gần 90 video cho các bạn nữa. Các bạn sẽ xem, nó rất là nhiều thứ đấy ạ. Vâng. Nếu các bạn có câu hỏi nào thì tôi rất hân hạnh được phục vụ và được chia sẻ, trao đổi với các anh chị và các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.